Meta. Kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với Meta lễ bái Tam Bảo và thọ trì quý giới á. Và tất cả phước báo nào có được, Meta xin chia phước này cùng với đạo tràng pháp hội. Xin quý vị tùy hỷ thọ dụng phần phước này đồng đều nhau cả thải á. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Meta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều hợp chương trình ngày hôm nay ạ. Meta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, thành kính đảnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và cảm ơn trận được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh. Kính chào trí đạo. Kính chào tầm quý bà Nguyên Trang. Kính chào 203. Kính chào Bụt, chào Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Nguyên Trang. Kính chào Kim Nhung. Kính chào Vinh Chánh Tâm. Kính chào Hạnh Dung. Kính chào Trăng Thư. Kính chào Tâm Hạnh. Kính chào học online. Kính chào Thi Lâm. Kính chào Hiểu Mộng. Kính chào Sích Tâm Vương. Kính chào Sích Trận Đạo. Kính chào Kỳ Mét Ta. Nhà Sa Thú, Sa Thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức vào đạo tràng chứng minh cho. Kính cảm ơn chị Meta đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Meta rất là nhiều. Lúc nãy Nhật Quỳnh mở room rồi là Nhật Quỳnh được điện net, rồi đường điện của Nhật Quỳnh nó tùm lum ta la hết. Và nên là rớt nét rồi rớt mít rồi mất điện gì mà chị giúp cho đạo tràng là rất là cảm ơn. Tới bây giờ Nhật Quỳnh cũng chưa hết bối rối. Dạ. Lại bây giờ còn nó còn lu bu tại vì hai ngày trước ở đây giông gió quá, nó tùm lum hết, nó té tùm lum hết. Nhật Quỳnh cũng không kịp hỏi ông thầy hôm nay học cái gì nữa. Nhật Quỳnh đưa bài thoại lên. Dạ, chứ nó không có kịp hỏi vô trung đông đất học của ta. Má thì cũng té đùng đùng, nhà té đùng đùng rồi tối mặt tối mai. Nên là Nhật Quỳnh có nhiều sơ sót và kính mong huynh kinh cũng như đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ thì mình kính mời huynh kinh. Dạ, huynh có thể cầm mic để điều khiển buổi học ngày hôm nay. Hôm nay Đức thì không có vào đạo tràng. Dạ, ngày nay là ngày Trí Đức giao toàn quyền quyết định cho huynh. Dạ, kính mời huynh ạ. Nam mô A Di Đà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Hạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng, thân chào tất cả quý vị trong room. Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kỳ trước học về người khổ mình chưa hết ha, còn mới học hơn nữa. Này mình ráng nhà cho xong cái phần đó ha. Hôm nay cái bài Bali thì cũng xin được Nhật Quỳnh cái boss lên cái bài cũ bài tuần rồi, mời quý vị đọc lại cho nó rõ ràng. Rồi, vậy ha. Rồi. Hôm nay chúng ta đã học xong đó đi rồi tính sao. Nhưng học lỡ dở thì cũng không hay lắm. Và trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato
Sama sambuddhamatula sasatthammayanuttama apivadiyapasissa apithammatthasangha. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Quan Thế Âm. Rồi, hôm nay mời xin được quên post bài luôn ha. Quý vị đọc lên đọc chút xíu để có nắm lại cái ý nghĩa của bài. Rồi, chúng ta đi vào. Rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc ạ, cô Nhị Quỳnh. À, kêu con không dám ngồi yên. Dạ, con xin đọc. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết được tín hiệu ạ. Bút cá lá phê đô. Phân hạng chúng sanh. Đoạn 1. Đú hê tú cà nam á hê tú cà nành cha bá nét thá rì già. Bá nét thá rì già cha quá nà ni chê quá ấp bá nà cha quá nà ni cha nắp lắp phàn phàn tí ta thà nhà na sầm ba yut ta quý bà cà ni cha su gat ti yang. Con xin lỗi là nó chạy rồi. Dạ con xin lỗi nó chạy. Dạ con xin sắm con chạy tùm lum hết. Dạ con kéo lại. Sugati yang, dukkati yang, bananya ta wit payutta, nichamaha vibhaka nila, ninalapan ti. Dạ, chỉ có vậy thôi không cô? Hello, dạ con không biết là có bài nữa không vậy ạ? Ồ, dạ còn. Dạ, dạ con cảm ơn thầy. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tố tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Dạ không biết mọi người có nghe âm thanh của con không ạ? Nó bị đứng màn hình. Trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Dạ con cảm ơn Đạo Tràng. Cái máy không bị đứng như sao? Xong hả cô? Dạ rồi, dạ con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ con sám hối với Đạo Tràng. Các con phải shut down máy con. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Con kính chào Thầy Kinh. Dạ con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ con xin đọc tiếp đoạn 2. Dạ sư, con chưa thấy bài. Dạ con đã thấy rồi, con xin đọc.
tí hề tú kê su chắc khi na sa hoa năng cú sa là cú sa la chá hoa na ní chá. Ôi da, dạ con xin sám hối, nhà con có nhiều âm thanh quá, và con xin đọc lại. Tí hề tú kê su chá khi na sa hoa năng cú sa là cú sa la chá hoa na ní chá na lập phàn tì tí ta tha sê khá bú thách chá na năng kri ya chá hoa na ní đích thí gá ta sằng bá yút ta quý chí kích chà chá hoa na ní chá sê khả năng a na ga mi bút ga là năng ba na ba tí khá chá quá na ní chá na lắp phần tí lô cú trá chá quá na ní chá giá thà sa ca Maria năng ê quá sa múc bát chan tì tí. Dạ, mắt của Meta lúc rải nó cũng lem nhem nữa. Dạ, vậy là xong rồi hả cô? Dạ, không thấy phần tiếng Việt. Máy của Meta bữa nay nó cũng kỳ cục lắm. Hồi nãy bấm lên mấy lần mà nó không có lên chữ. Dạ. Không biết tại sao nó không có chữ, không biết nó không thấy tiếp phần tiếng Việt. Dạ, vậy để mắt ta tắt máy. Nam mô Bụt Tha giá, dạ máy của chị Meta nó có vấn đề rồi. Dạ Nhật Quỳnh, mời Kim Nhung hay bị nào đi Nhật Quỳnh bớt lại đoạn 2. Bị nào lên đọc Trần Đạo Thiện Vũ hay bị nào thì kính mời bằng tay nha. Với lại dạ mời Trần Đạo Nhật Quỳnh bớt bài lên cho Trần Đạo xong cái Nhật Quỳnh phải chạy áp một cái đít nữa, người ta vào không được đầu tràng để Nhật Quỳnh kéo người ta vào. Dạ, ồ thấy bằng tay chị Meta à. Nếu chị ta xử lý được thì Nhật Quỳnh kính mời chị nha. Nhật Quỳnh bớt lại đoạn 2 nha. Dạ, xin cô bớt lên phần tiếng Việt thử lại. Dạ. Yeah. Sư Meta xin đọc ạ. Với bậc vô nhiễm A-la-hán trong những vị mà thức tái sanh
do ba nhân tạo duyên, không có động tóc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tóc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân vũ thuốc chá ná và hạng hữu học. C khá. Dạ, vậy là xong hả cô? Dạ chưa. Dạ, mình ta xin đọc tiếp. Những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến. Con xin đọc lại nữa, nó cũng lôi thôi nữa. Những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khá. Đối với vị a na hàm không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Dạ vậy là hết hả cô? Dạ, mẹ ta xin xuống ít ạ. Bây giờ không thấy nó ở đâu để mà xuống nữa. Bất thai giá, Nam Mô Tham Mai giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Bình, Thiên Vũ và chị Lát Ca cho biết tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn chị Kim Nhung. Con xin đọc đoạn 3. Ase Kha Năng Chát Tú Chát Ta Li Sase Kha Năng Đi xe chắp bành nhà xa quá xe xa năng chắp tú bành nhà xá sầm bá hòa a dặn ệ thá bút cá lá bề đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. 38 pháp hạnh phúc. Arati virati bapa machapana cha san na mo appamado cha thamme su e tang mang galamuttamang xả ly tâm niệm ác, chí ngự không sai xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of on air, abstinence from alcohol, non-regretness in thing concerning the dhamma, highest happiness. Nhà con đã trả bài xong, xin gửi mít lại cho chị Kim Nhung. Alo, alo ạ. Dạ, dạ cảm ơn chị Nhật Hình, cảm ơn chị Vũ, dạ cảm ơn chị Trần Đạo và chị Meta ạ. Đã cho em biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ con kính lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Búc Gala Phề Đồ, phân hạng chúng sanh, đoạn 1. Đu Hề Tu Cà Na Ma Hề Tu Cà Nành Cha Ba Ne Thác Ri Già Cha Wa Na Ni Chề Wa Áp Ba Na Cha Wa Na Ni Cha Na Láp Phàn Tị Ta thà nhà na sầm ba du tà quy bà cà ni cha si dằng du ga ti dằng ba na nhà na quy ba du tà ni cha ma hà quy bà cà ni na la phàn ti.
Chị ơi, cho em thêm. Dạ. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Dạ. À, dạ em cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, yeah, Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang giá. Vậy quý vị nghe rõ không? Alo. Alo. Rồi, nghe rõ ha. Rồi, giờ để tranh thủ thời gian ha. Giờ, cử ra hai người đọc. Cô Nhật Quỳnh đọc một lần ha, đọc từ đầu tới cuối luôn ha. Rồi, để Châu Nguyễn đọc từ đầu tới cuối luôn. Là hai lần cho nó xong rồi mình vô bài học đi. Để không thôi mà mất thời gian nhiều quá. Được chưa? Nhờ Trang Nguyễn chuẩn bị nha, để cô Nhật Quỳnh đọc trước một lần nha, rồi tới phiên Trang Nguyễn đọc một lần. Và chúng ta bước vào bài học tiếp theo. Rồi, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, hôm nay Nhật Quỳnh đọc chắc sai nhiều lắm. Nhưng mà lệnh của thầy thì Nhật Quỳnh đọc thôi. Đầu của Nhật Quỳnh nó đang bối rối quá. Một chút nữa thì Nhật Quỳnh mời Châu Nguyễn quét bài nha. Có thể là Nhật Quỳnh không có mặt ở trước máy được. Tại do công việc ở bên ngoài, điện internet rồi nó đang lu bu nên Nhật Quỳnh rối rắm. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Cảm ơn tất cả đạo tràng với anh chị em đạo hữu đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. Nhật Quỳnh xin được đọc bài ạ. Bút Gan Lá Về Đơ Phân Hạng Chúng Sanh Đoạn 1 Đu Hề Túc Ca Nam Hề Túc Ca Nành Chấp Bánh Nét Tắc Kỳ Gia Cha Quan Nà Ni Chề Quá Ấp Bán Nà Cha Quan Nà Ni Cha Na Lắp Hoàn Tí Ta Thà Nhà Na Sầm Na Sầm Bây Tâm quý bà cà ni cha su gắt tí dằn đúc gắt tí dằn ba na nhà na quýt ba duốt tà ni cha ma hà quý bà cà ni na lắp hoàn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chặt duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Đoạn 2 Tí hề tu kê sư kỳ na sá quà năng cư sát là cư sá la cha quát na ni cha na lắp hoàn tì tí ta thà xề Tha bu thốt cha nà năng trì già cha na cha qua nà ni đích thi gắt ta sầm ba yốt ta quy chi kích cha cha qua nà ni cha xề khà năng an nà gà vi phúc gà là năng ba na ti gà cha qua na ba ti gà cha qua nà ni cha na lắp hoàn ti Lờ cốt ta ra chắc quá nà ni Cha gia thà sắc ca má Đi già nằng Ê quá sai muốt
bát chân tì tí với bậc vô nhiễm A-la-hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc vi tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, của thuốc chán ná và hạng hữu học xê khách. Những chập cha quan nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sắc khách. Đối với vị A-na-hàm không có thể có cha quan nát liên hợp với sanh, nhưng các cha quan nát siêu thế thì chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Đoạn 3. Ase kha năng các chú chát ta ly sa se kha năng bút đi se chát bành nhà sa qua se sa năng chát tức bành nhà sa sam pha hòa a dằng ách pha phúc ca la phê đô. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. 38 hạnh phúc, câu 19 đến câu 21. Arati virati babba mat cha channa cha san nya mo ap pamado cha tham me su e tăng măng galamut tam măng xả ly tâm niệm ác, chế ngự không sai xưa, không phóng vật trong pháp, là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Như Quỳnh đã đọc bài xong, kính mời Châu Nguyễn. Dạ, Như Quỳnh có sai, nhờ Quỳnh chỉ dạy dùm ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, mời Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Trần Đạo, cô Kim Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Bukgalabedo, con xin nói Bukgalabedo phân hạng chúng sanh. Đoạn Đu hệ tu cà na ma hệ tu cà nam cha pa net tha kri ya cha wa na ni che wa. Alo, chắc Châu té rồi hả? Có nghe không? Alo, Châu Nguyễn nghe không? À, nghe Châu Nguyễn mới nghe không nè. Té rồi.
té đã mất tiêu rồi. Hết nghe luôn. Rồi bây giờ Nguyên Trang đã có mặt đó không? Nguyên Trang có mặt không? Hello. Mất tiêu hết rồi. Hello. Không ai đang đâu mất tiêu, không ai giờ còn ai ai tình nguyện lên đọc một lần hết nguyên bài lần nữa coi. Đang bao nhiêu? Xích Trần Đạo đó, rồi mời Xích Trần Đạo lên nha. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Còn kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn thiên vũ chị Netta kim nhung cho biết tiếng hiệu nghe rõ. Con xin đọc lại đoạn 1. Bút khê tu ca ná má hê tu ca ca nàng cha bà nét thá kri già cha ná nà ní chê quá ấp bá nà cha quanh à ní chá ná lắp phần tí ta thà nhà ná sầm bá dút tá quý bá cà ní chá xú ra tí dần bút ra tí dần bá ná nhà ná quý bá dút tà ní chá má hà quý bà cà ní ná lắp phần tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Đoạn 2. Tí hê tú kê sú chá khi na sa hòa nằng cú sa la chá hòa quá nà ní chá ná lắp bằng tì tí ta thà xề khá bú thút chá nà nằng phí và chá hòa nà ní đích thí gá ta sẵn bá yút tá quý chí kích chà chá quá nà ní chá xề khà nằng a nà gà mí bút gà là nằng ba ná ba tí khá chá quá nà ní chá ná lắp bằng tí la cút ta ra chá quá nà ní chá gia thà sa ca má ri già nằng ề quá sa mút bắt chẳng tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc di tác không phát sanh đến hạng toàn nhân U-thu-chan-á và hạng của học C-khác. Những chập quá chanas liên hợp với tà kiến và ngoại nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khác. Đối với vị A-la-hàm không thể có cháu quá ná liên hợp với sân, nhưng các cháu quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Đoạn 3. A-xê kha năng cha tú cá pa li sa xê kha năng bút đi xê cha bành nhà xà quá xê xà năng cha tú bành nhà xá sầm ba hòa a dằng ề thá bút gá lê lá bê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm.
Đây là phương thức phân hạng của các phân hạng các chúng sanh. 38 pháp hạnh phúc. Arati virati baba machapana cha san mano appamado cha tham me su e tang mang galamuttamang xả ly tâm niệm ác, chí ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, non-regretness in things concerning the dhamma, highest happiness. Dạ, con đã đọc bài xong rồi. Xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ trước khi cho Nguyễn lên cho Nhật Bình hỏi chị Mata câu ngươi nha, nha cho Nguyễn. Dạ, chị Mata nói kinh hạnh phúc sai thiếu một giáo quyền, mà Nhật Bình hỏi chị giáo quyền ở chữ nào không thấy chị trả lời, mà Nhật Bình cũng không kịp mà dở cái sách ra để coi thiếu giáo quyền chữ nào. Có gì chị chắc lên giùm nha chị Mata nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ mời cho Nguyễn trở lại ạ. À, dạ, bây giờ để Meta lật cái bài kinh hạnh phúc đó ra, mình đã học rồi đó, thì Meta thấy ở trong sách nó như thế này, Meta đọc để cho cô, chứ còn cái máy của Meta chát cái dấu quyền lên không có được. Dạ, vậy để Meta đọc cho cô nha. Dạ, cái đoạn 6 mà kinh hạnh phúc mình đã học rồi đó là Arati, Virati, Ba, Ba, có nghĩa là thiếu A đó, một dấu quyền, rồi Ti, một dấu quyền, rồi Virati nữa, rồi Ba, Ba nữa, rồi Machá, Ba, Na, Chá, Sanh, Nhá, Mô, Áp, Bá, Ma, Đô, Chá, Đâm, Mê, Xú, Ê, Tăng, Măng, Gá, Tá, Măng, là những cái chữ đó là thiếu nhiều dấu quyền đó. Mấy ta đọc theo cái bài mà hồi đó Ý Đức đã dạy mình đó, thì mấy ta thấy là như vậy. Thì trong này không có những cái dấu quyền đó. Vậy thôi mấy ta xin xuống mic để cho cô xem lại nha. Nam mô Bụt Thầy. Mà giá Nam mô Răng Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cảm ơn cô Đạo, cô Nhật Huỳnh, sĩ Thiên Vũ, sĩ Minh Trang, cô Meta và cô Kim Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ thưa con xin phép được đọc bài ạ. Bút gá lá bề phê đù phân hạng chúng sanh, đoạn 1. Du hề tu ca na ma hề tu ca nan cha pa ne tha kri ya cha wa na ni che wa ap pa na cha wa na ni cha na la phan ti ta tha nya na sam ba yut ta vi pa ka ni cha su ga ti yang du ga ti yang pa na nya na vi pa yut ta ni cha ma ha Quý bà cà ni na lắp phần tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Đoạn 2. Tí hề tu kề sinh chắc khi nè sa hòa nàng cú sa cú sa la trao qua nè ni cha na lắp bàn tì tí ta thà sề khắp bút thút
cha na nàng quý già cha nào cha quá nà ní đi thi ta sàm ba yốt ta quý chí kích cha cha quá nà ní cha xê khà nàng a nà gà mi búc gà là nàng ba na ba tích khá cha quá nà ní cha na lắp phần tí lô cốt ta ra cha quá nà ní cha giá thà sa ca ri dạ nàng e ba chắc tràn tì tí với bậc vô nhiễm a la hán trong vị mà cái do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thấy ai những trọng tóc ác đất Uthuchana và hạng hữu học Shekhas những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Shekhas. Đối với vị Anaham không thể có Chawana liên hợp với sân, nhưng các Chawana siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Đoạn 3. Ase khà nàng cha tu chắc là chắc tà lì sa se khà nằm út đi se cha bàn nhà xà quá xề xà nặng chất tu bàn nhà xa xàm phá hòa a dặn et tha búc gà lắp phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. 38 pháp hạnh phúc. A ra ti vi ra ti pa pa mat cha pa na cha san nya mo ap pa ma do cha tham me su e tang mang ga la mut ta mang. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Avoidance of all evil, abstinence from alcohol, no recklessness in things concerning the Dhamma, highest happiness. Dạ, dạ con đã đọc xong ạ. À. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic con. Kính cảm ơn đạo tràng ạ. À. Dạ, sa thú kính cảm ơn cho Nguyễn rất là nhiều. Chị Meta ơi, chị Meta có thấy Nhật Huỳnh post cái câu số 6 này lên không? Phải là nó sai như vậy không chị Meta? Alo, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không? Nhật Huỳnh lấy cái bài kinh hạnh phúc của ngài dạy đó, dạ Nhật Quỳnh lấy ra, dạ, dạ Nhật Quỳnh cũng xin sám hối về đạo tràng. Thì Nhật Quỳnh nhận được bài học đó, thì Nhật Quỳnh cứ copy ra thôi, không có dở lời sách, mà nên là cũng có những cái sai là do cái bản in nó sai, thì thầy đưa ra sai thì Nhật Quỳnh làm sai, Nhật Quỳnh cũng xin sám hối. Và nếu có những quý vị nhắc nhở thì làm Nhật Quỳnh sẽ sửa sai, dạ để rồi để Nhật Quỳnh sẽ sửa cái bản này lại. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn đạo tràng, dạ con cũng xin sám hối. Thật sự Nhật Quỳnh nhận rất là nhiều bài học nên là Nhật Quỳnh không có cái thời gian để đọc lại đâu, chỉ có copy là làm bài lại thôi để post lên được thôi, nên Nhật Quỳnh không có đọc lời, nên ra Nhật Quỳnh không có thấy được cái sai. Dạ. Kính cảm ơn chị Meta cũng như đạo tràng.
Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh trở lại đạo tràng. Phải bớt bài giùm Nhật Quỳnh nha. Bây giờ cái đầu Nhật Quỳnh nó rối tung lên rồi. Dạ, mời Quỳnh Kinh ạ. Rồi, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Thầm Mạc Giác, Nam Mô Sàng Hải Giác. Rồi, xa thứ ha. Thì cái phần mà Bali á, ví dụ quý vị mấy câu kinh, tại chúng tôi copy lần mấy chục cái luôn ha, gửi qua, giờ nó có nhảy cái gì đó thì boss bài chịu khó coi giùm nha. Nhưng mà cũng không có thời giờ, check lại từ chút. Có ai rảnh thì xử lý lại giùm chút. Rồi, thì rồi là chúng ta đi du ngoạn trong những cái hầm địa ngục ha, đi qua những cái năm hầm địa ngục, đi tham quan hết tất cả các hầm ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp, giờ chúng ta đi lên gặp Diêm Chúa. Bài học bây giờ cho đi vô gặp Diêm Chúa. Thì Diêm Chúa là từ cái chữ này đây, trong quyển ghi cái tựa là Diêm Chúa này, hay là Diêm Dương, Diêm Chúa, Diêm Dương, hai cũng thứ. Yamaracha, Diêm Chúa, tên của Diêm Chúa ha. Yamaracha. Mình nhớ cái tên này không? Hồi hướng cho ổng. Yamaracha. Rồi, Diêm Chúa này đó, thì trong chú giải người ta nói Diêm Chúa này là một chúng sanh mà là chúa tể của những loài quỷ. Cái loài quỷ tên là Vemanika, và chúa tể của loài quỷ. Diêm Dương chúa tể của loài quỷ. Quỷ tên này Vemanika. Thì ta cho mình biết là đây là ông giống như ông vua ha, ông vua của những cái loài mà Vemanika này ha. Thì ông cai trị, ông quản lý cái đám quỷ này ha. Thì trong cái đời sống của ông Diêm Chúa này đó, ông có hai mặt. Trong đời sống ông có hai mặt. Một mặt là vui hưởng ở cảnh trời, một mặt là phải xuống cảnh địa ngục để mà cai quản cái đám địa ngục đó, và cũng là chịu những cảnh khổ địa ngục. Thì như vậy ông Diêm Chúa này, ông về mặt đời sống ông có hai mặt, là một mặt là của trời, mặt địa ngục, là ông phải do cái nghiệp lực của ông trong quá khứ ông phải chịu nha. Lúc làm phước, lúc làm ác thì ông phải chịu trong cái đời sống đó, có hai mặt như vậy. Đó là cái đời sống thường nhật của ông là như vậy. Lúc mà sung sướng thì ở trên cõi trời hưởng, hết cái đó thì xuống địa ngục chịu cảnh nói, rồi nhìn những cái cảnh xấu xa, cảnh khổ sở, rồi phải cai quản cái đám là lâu la chứ ha. Đó là trong hai mặt. Rồi đó là như vậy. Rồi cái trú xứ của ông này đó là ông sống ở cõi Tứ Thiên Vương. Trú xứ của Diêm Chúa này là cõi trời Tứ Thiên Vương á, là cái chỗ ông sanh, ông sống đó. Trú xứ là sống Tứ Thiên Vương. Rồi khi mà ông sống đó, bằng ngày ông sống đó, bằng đêm xuống địa ngục chẳng hạn, thì ông thay vì ông phải chịu những cái đó. Nhưng mà ông là chính là ông là sống ở trên cõi Tứ Thiên Vương. Ông cũng là một vị trời trong cõi Tứ Thiên Vương. Rồi cái nhân tục sinh của ông đó, trong cái người mà sanh làm nhà chúa đó, thì trong chú giải người ta nói cũng có thể là người lạc vô nhân, cũng có thể là người nhị nhân, cũng có thể là người tam nhân, tùy theo do cái phước ông có thể sanh làm là ba cái nhân, thuộc về ba cái nhân này: lạc vô nhân, nhị nhân hoặc tam nhân. Nếu là người tam nhân thì ông người này có thể tu đắc được đạo quả. Và nếu mà là Diêm Chúa mà đắc được quả thì ông không còn phải bị chịu cái cảnh phải đi xuống địa ngục nữa. Cho nên đó là cái lý do tại sao người ta nói là bậc Diêm Chúa thì có những hạng người khác nhau như vậy. Lúc thì là lạc vô nhân, là tục sinh bằng tâm quả, tâm quan sát và xả quả thiện vô nhân, sẽ là người lạc vô nhân. Hoặc là sanh làm tâm quả thiện mà ly trí, nó nhị nhân. Hoặc là sanh tâm quả thiện hợp trí tam nhân. Tùy theo, có lúc này nó khác. Thì vậy khi mà ông, nếu mà được sanh làm đủ tam nhân thì ông có thể chứng đắc được đạo quả. Và khi người này chứng đắc đạo quả ra thì họ không còn phải làm quản lý cái đám lâu la nữa. Đó là như vậy. Rồi đó là sơ lược về
Diêm Chúa, đó là Diêm Vương á, mình hay kêu Diêm Vương. Và mới là chá. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống tới tham quan 8 đại địa ngục. Giờ mình sẽ tham quan đại địa ngục, ghi với đại địa ngục đi. Đại địa ngục. Ma Hà đi ra giá. Ma Hà đi ra giá đại địa ngục. Có 8 à, đại địa ngục có 8. Một sanh chi quá nó cá kỳ trước có ghi rồi ha, mình đã giờ copy luôn nè. Một là này. Trần Nguyễn biết có bài gì trước không? Còn giữ bài đó đây không? Một là rồi. Sanh chi quá nó cá đẳng hoạt địa ngục. À, sanh chi không có học rồi, giờ để có việc từng cái lên ha. Là ở này nè, những chúng sanh ở cõi địa ngục này nè, ở đẳng hoạt địa ngục rồi đó, thì khi bị mà hành hình tra khảo hành hình là chết, chết đi rồi sống lại rồi tiếp tục chịu tiếp, chứ không có, không phải là chết chết xong hết, chết xong rồi sanh lại liền rồi phải bị hành hình tiếp như vậy. À, khi bị hành hình, bị đâm, bị chém, bị đốt, bị dầu sau thì chết, chết xong sanh lại liền. À, xong là chịu tiếp, chịu cho tới khi nào mà hết cái nghiệp quả nó mới hết thôi. Thì đó, cái cõi này được gọi là sanh chi của nó cá đẳng hoạt địa ngục. À, nghe mấy cái này thấy cũng ớn nghe thấy dễ sợ. Rồi, cái địa ngục thứ hai, đại địa ngục thứ hai. À, đại địa ngục thứ hai. Ca lá xuất tá hắc thần địa ngục. Hắc thần địa ngục. Ghi ghi kịp hơn nha cho Nguyễn kịp ha. Cái địa ngục thứ nhất là bị hành hình chết đi sống lại, bị hành tiếp vậy. Ghi gắt gọn vậy dễ hiểu ha. Rồi cái thứ hai là hắc thần địa ngục. À, hắc thần địa ngục. Đại địa ngục là cái chỗ này, cái đại địa ngục này, khi mà chúng sanh bị sanh xuống đó thì sẽ bị những quỷ sứ nó đánh đập, nó đánh đập bằng cái người ta dùng một cái roi, mà trong chú giải nó dùng cái roi màu đen, và các cái những cái loại mà hung khí đó, những cái loại mà mình thấy để mà tra khảo hung khí mà bén nhọn, nó dùng đó để mà hành hình, nó đâm, nó bầm, nó chém, cái này kia nữa. À, nó tra tấn những chúng sanh mà được sanh xuống đây. À, đó là cái cõi được gọi là hắc thần địa ngục. À, xuống nó sẽ bị quỷ sứ nó đánh đập, dùng roi, dùng gậy, dùng dao, dùng vũ khí, dùng này kia để nó đâm, nó chém. À, thì như vậy là cái cõi đại địa ngục thứ hai được gọi là hắc thần địa ngục. À, này. Rồi bây giờ tới cõi thứ đại địa ngục nha, thứ ba, cái tầng địa ngục thứ ba, tầng đại địa ngục thứ ba, chứ không phải địa ngục không. Đó, đại địa ngục thứ ba, địa ngục chúng hiệp, tức là địa ngục chúng hiệp. Địa ngục chúng hiệp, tức là cái chỗ này á, những chúng sanh mà bị sanh xuống đây á, thì sẽ bị cái, nó kêu là cái... nó dùng cái hòn núi bằng sắt á, nó kêu là những hòn núi to bằng sắt, kêu là thiết sơn, những hòn núi khổng lồ đó. Mà những hòn núi này cháy đỏ ha, nó giống như là được nung đỏ hết lên, và nó dập, nó nghiền nát là người đó, nó đè người đó, chấn người đó xuống, là lún xuống mặt đất luôn, lún sâu xuống mặt đất, là người nó đứng, nó giọng một cái là xuống tới sâu xuống tới ngàn lưng luôn, là thụt lún xuống vậy đó. Và nước tra tấn như vậy, thì những chúng sanh bị rơi vào cảnh lại địa ngục chúng hiệp này là bị cái hòn núi đỏ, núi sắt đỏ như khổng lồ nó dọng xuống như vậy, thì gọi là địa ngục chúng hiệp. Tức là cái cảnh giới này nó tùy theo mỗi một cái đại địa ngục, nó tùy theo cái nghiệp lực nó đưa đi cho phải chịu những cái cảnh giới khác nhau như vậy.
đó là cảnh đại địa ngục thứ ba. Rồi đại địa ngục thứ tư, đó đại địa ngục thứ tư, Rô Rua Na Ra Cá, khiếu hóa địa ngục. À, khiếu hóa địa ngục. Rồi, tức là cái chỗ này à, những chúng sanh bị sanh xuống đây là bị ngạt thở do nó xông khói à, nó xông khói, nó xông vô và ngạt thở vô trong củ khiếu luôn, tức là chính cái khiếu của một con người mình, nó chúng sanh đó, có chính khiếu, nó xông vô ngộp thở và khóc la và thảm thiết suốt ngày suốt đêm này, à, là bị do xông khói. À, khói xong mà ngọt, tôi nói mà tất cả cái cổ khiếu đều bị khói nó xâm nhập vô hết à, và làm cho rất là đau đớn, khổ sở, khóc than ngày đêm không ngừng à, thì được gọi là khiếu hóa địa ngục à, cái cõi đại địa ngục thứ tư này, Rô Ru Va Na Ra Cá. Cái cõi này rất là ghê gớm ha. Rồi tới thứ năm, thứ năm em có tiếng Việt nữa nhé. À, thứ năm Maha Rô Ru Va Na Ra Cá, hay là có tên khác là Cha La Rô Ru Va, đại khiếu địa ngục. Đó là cái đại địa ngục thứ năm, là cái chỗ này đó à, lọt xuống chỗ này đó thì tất cả các cửa địa ngục nó bị bao phủ bởi lửa à, tất cả cửa địa ngục, nhiều cửa địa ngục nó có bốn cửa thì bốn cửa nó được bao phủ lửa, nó phừng phừng, nó thiêu đốt chúng sanh trong đây mà khóc la thê thảm ầm ĩ cái cõi này mà không thể chết được à, là còn do lửa nó thiêu đốt à, thì chúng ta có tưởng tượng giống như một cái lò quăng bên trong nó đốt, giống đốt xung quanh nó đốt nóng lên hết, vì nó có điên rồi à, thì cái chỗ này là đại khiếu hóa địa ngục à, nó bao bằng lửa xung quanh hết à, chúng sanh trong đó rất là thê thảm khổ sầu ha. Đó là đại địa ngục thứ năm. Rồi tới đại địa ngục thứ sáu, đại địa ngục thứ sáu Tà Ba Na Na Ra Cá, hay có tên khác là Chù La Tà Ba Na, tiểu viêm nhiệt địa ngục. Tiểu viêm nhiệt địa ngục à, ở chỗ này á, những cái loại loại mà ngạ quỷ này nó sẽ tra tấn mà nó dùng những cái cọc sắt á, cọc sắt mà nó đốt cháy đỏ, nó đóng vô người và nó thiêu đốt cái xác thân của chúng sanh đó, và cái người nó bị lửa thiêu do những cọc sắt nó đóng vô thì chết, mà không chết mà sống cũng không ra sống à, là thê thảm ở chỗ cái cảnh giới này kêu là tiểu viêm nhiệt địa ngục, tức là dùng những cọc sắt bự mà nó đóng vô, nó đóng vô người mình à, thì như vậy được gọi là Tà Ba Na Na Ra Cá, hay là tiểu viêm nhiệt địa ngục, đó là cõi đại địa ngục thứ sáu. Rồi, số 7, cõi số 7, là tầng số 7, tầng đại địa ngục số 7, là Maha Tà Ba Na Na Ra Cá, hay là Bát Tà Ba Na, đại viêm nhiệt địa ngục. À, đại viêm nhiệt địa ngục. Ở chỗ này nó có một cái, giống như một cái cột to, giống như một núi, nó dùng từ chữ, cái cột mà được lung đỏ sắc á, mà đốt cháy đun đỏ đó à, nó bắt chúng sanh phải bị tuột lên tuột xuống đó, cái cõi đó, cái cột đó à, và nó cháy lắm, làm cho nó là cái chúng sanh phải chịu những cái sự đau khổ thống khiết ha, rất là kinh khiếp à, là ôm tuột cái cây và tuột lên xuống cái cục sắt đá này, hòn đá sẽ hòn cái cột sắt à, đang đun đỏ như vậy
nó được gọi là đại viêm nhiệt địa ngục, là cái tầng thứ 7 trong cái đại địa ngục. Rồi trong tầng thứ 8 và chi nó ra cá vô gián địa ngục. Hình như cái chỗ này là Đề Bạt Đà rớt xuống đây thì phải, Đề Bạt Đà sanh và vô gián địa ngục. À, thì chỗ này á, là cái chỗ mà rất là đông đảo những cái tội nhân là bị đó. À, những cái chúng sanh bị sanh xuống đây, những cái tội nhân sanh xuống đây đó. Mà trong chú giải diễn tả là chúng nó đứng chật khít như hết. À, đứng chật mà không có nhúc được ha. Mà lửa thì cháy liên tục không ngừng. Những cái kẻ hở cái gì không có phút nào không có lửa là cháy liên tục không ngừng nghỉ. À, nó chạy là mà đứng chặt không chạy đâu được. Đây là một cái sự khủng khiếp do cái nghiệp lực mưa đi. À, thì chúng ta thấy là cái cõi vô gián địa ngục này là rất là đông. À, tội nhân rất là đông, mà đứng chặt như nào vậy mà bị lửa cháy phân chạy liên tục không có một phút nào để cho mình thở, cho chúng sanh mà thở. À, thật ra tám cái đại địa ngục này là những cái chỗ, những cái trú xứ cho những cái người mà phạm những cái tội mà nặng nề, những cái tội lớn, nhất là về ngũ nghịch đại tội á, xuống đây mà chịu những này. Đề Bạt Đà thì như rớt vào cái Awa Chi Na Ra Cá vô gián địa ngục. À, ông vua Hai Xà Thế thì như cũng rớt xuống đây hay sao mà chúng ta lâu quá rồi, những cái chúng sanh đó xuống đây phải chịu cái tội rất là khủng khiếp. À, thì đó là chúng ta thấy qua cái tám đại địa ngục này. À, thì mình coi, mình học để mình biết được những cái sự thật như thế nào để chúng ta cố gắng hành trì để thoát khỏi những cái cảnh giới này. À, mỗi ngày chúng ta cố gắng tu tích lũy công đức, tu tập để mà khỏi phải bị những cái cảnh đau đớn khổ sở như vậy ha. À, thì đó là qua cái tám cái đại địa ngục được trình bày cho chúng ta thấy như vậy. Rồi như vậy là chúng ta học xong cái mà vừa cái phần cõi khổ. À, bây giờ mình tới cái thứ hai là cõi bàn xanh. Một là cõi khổ, bây giờ mình học tới cõi bàn xanh. Một là khổ, bây giờ tới cõi bàn xanh đây nè. Thì rắc trà nó phù mí. Một là địa ngục chứ, bây giờ đây. Cái một là địa ngục nằm trong cõi khổ, một là địa ngục nãy mình học ha. Bây giờ tới số hai là cõi bàn xanh. Cái sorry cái chữ nó nhảy nó lúc là mà cũng đúng không sai nha. Cõi bàn xanh tí rắc trà nó phù mí. À, có hai loại, hai chấm thô và tế. Cõi bàn xanh tí rắc trà nó phù mí. Cõi bàn xanh là cõi thú đó, cõi bàn xanh có hai loại thô và tế. Ok, rồi cõi bàn xanh ha. Thì nó cho mình biết có hai loại thô và tế. Thì trong hai cái loại này nó cho mình biết là có bốn loại. À, có bốn loại khác nhau. À, thì vì có bốn loại. Kịp không vậy chắc kịp không? Alo. Chánh Tâm chắc kịp không? Nguyên Trang đâu mất rồi, kịp không? Kim Dung chắc kịp không? Alo. Ai nữa chắc kịp không? Chắc biết. Chậm ha. Kịp ha. Thì chỗ kịp ha. À, mất chết luôn. Bốn loại khác nhau. Giờ trả lại số 1, chạy chậm lại.
Rồi, giờ có bốn loại khác nhau. Loại thứ nhất, đây. Vi-na-ti-rắc-chà-na. Hai chấm. Loại thứ nhất là Vi-ba-da-ti-rắc-chà-na. Đọc là đuý nha. Đuý ba đá đi. Đuý ba đá tí rắc trà má. À, là loại thứ nhất. Hai chấm. Là loại vàng xanh. Có hai chân như chim, công, gà. Chấm chấm chấm. À, tức là loại vàng xanh có hai chân. Chim, công, gà. Đó, là thứ nhất là nó có hai cái chân, nó đi hai cái chân, như ví dụ con gà nó đi hay con chim nó đi đó, mình thấy con công nó có hai cái chân đi đó, và loại vàng xanh có hai chân chim, con gà hay là vịt kia đó, đó là loại hai chân. Rồi cái loại thứ hai, loại thứ hai chá túp ba đá tia rắc trà ná. Tốt là tí rắc trà ná, loại thứ hai. Hai chấm là loại có bốn chân, là loại có bốn chân như trâu, bò, ngựa, chó. Chấm chấm chấm. Như trâu, bò, ngựa, chó và loại bốn chân, loại vàng xanh có bốn chân á. Đó là loại thứ hai. Chưa. Rồi đây loại thứ ba. À, loại thứ ba. Bá húp bà đá tí rách trà ná. Loại thứ ba. Và loại có nhiều chân như rít, uống chiếu hay những cái con mà nó có nhiều chân đó, là loại bá húp bà đá tí rách trà ná, loại có nhiều chân. Được chưa? Kịp chưa? Alo. Có nhiều chân. Được ha? Rồi, ok. À, loại thứ ba. Rồi, tới loại thứ tư. À, loại cuối cùng ha. Loại thứ tư. Thứ tư là loại bằng xanh không chân. Như rắn, trùng, cá. Chấm 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 chấm. Bướm có mấy chân? Bướm có mấy chân Trang? Bướm hai chân thôi. Loại vàng xanh là Apalatiracha ná, là loại số 4. Là loại không có chân. À, như rắn, trùng hay là cá hay là những cái loại mà nó trơn trước, nó không có chân á. À, thì là loại thứ tư. Thấy chưa? Rồi xuống dòng mình đánh qua thị ha. Cả bốn loại sống trên bờ và dưới nước thì dưới nước nhiều hơn. Cả bốn loại sống trên bờ và dưới nước thì nhiều hơn. À, cho biết là chúng những cái loài bằng xanh này nó ở dưới nước thì rất là nhiều, à, nhiều thứ, nhiều loại dưới nước ha.
Rồi, đó là chúng ta biết là ở cõi bàn xanh thì có hai loại là thô và tế, tức là loại to bự hoặc là loại nhỏ xíu, thì phân ra được bốn loại. Một loại có hai chân, loại có bốn chân, loại có không chân, hoặc loại là nhiều chân. Phân cho mình thấy là những cái loại bàn xanh là đủ nhiều thứ, nhiều loại như vậy, nhưng mà tụ trung là cũng nằm trong bốn đó. Đó là nói về bàn xanh, tức là những chúng sanh tục sinh làm những cái loài bàn xanh này bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, và đi kèm với những loại nghiệp kia nọ. Mà không chứng nào, không có thấy chứng thế nào, không có chứng thì vô đó không chứng. Những cái loài nào mà nó có hai chân thì mình xếp vô nhóm hai chân, bốn chân vô bốn chân, nhiều chân thì vô nhóm nhiều chân, mà không chân vô nhóm không chân. Thì đâu chạy đâu hỏi đâu. Và cái cõi bàn xanh này cái xấu nó bốn chân, cái xấu bốn chân, tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi, đó là chúng ta học về cái loại người khổ và người thứ nhì. Người thứ nhất là cõi khổ là cõi địa ngục, cõi thứ nhì là cõi bằng xanh. Giờ mình đi tới cõi thứ ba là cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ. Đó là cõi ngạ quỷ. Vettivisayaphumi. Cõi ngạ quỷ. Ba là cõi ngạ quỷ. Rồi, cõi ngạ quỷ này được biết là một những chúng sanh đó, là tất cả chúng sanh mà được sanh về làm những ngạ quỷ đó, là loài sống không hề có được cái hạnh phúc. Những loài ngạ quỷ này không bao giờ có được cái sự hạnh phúc, không bao giờ có được sự vui vẻ như cõi người mình, hoặc ngay cả cõi thú nó cũng còn có sự vui vẻ, nhưng mà cõi ngạ quỷ thì không có. Thì do như vậy loài sống mà không hề có hạnh phúc thì là loài ngạ quỷ này. Đó là cái đặc biệt, là biết là những cái chúng sanh mà được sanh làm ngạ quỷ thì không có hạnh phúc, không có được hưởng những cái sự mà an lạc trong cái đời sống. Rồi mà cái loài này thì nó sống thành từng đoàn nha, chứ không phải nó sống riêng, nó sống thành từng đoàn, từng băng nhóm, băng đảng đó ha. Nó sống thành từng đoàn. Đó là như vậy. Rồi những ngạ quỷ này nó không sống riêng lẻ, cho nên là nếu mà mình lỡ mình gặp thì thôi chắc chết luôn, một đám nó xé xác. Nó sống thành từng đoàn. Và cái trú xứ của nó đó, trú xứ thì nó ở những cái nơi mà núi non hay là những cái khe vực, hay là biển cả hoặc là rừng sâu, nó sống những chỗ đó, núi non, khe vực, biển cả, rừng sâu, mà tức là cái chỗ ở của những loài ngạ quỷ, nó tùy theo cái nhóm của nó. Có nhóm thì sống ở khe vực, có nhóm thì sống ở biển, có nhóm sống ở núi trên núi, có nhóm sống trong rừng sâu. Thành ra khi mà vào trong những cái khu vực này thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà lỡ mà gặp một cái thì là cũng mệt nghỉ. Đó là cái trú xứ của những loài ngạ quỷ. Rồi ngạ quỷ nó cho biết nó cũng là những cái nó là vô hình chứ nó là quá xanh mà. Ngạ quỷ này cũng là những loài ma đói đó, người ta kêu là cô hồn, những loài phất mày phất mặt. Thì ngạ quỷ nó cũng giống vậy, cũng là một trường hợp nó giống vậy. Thì mình hay người ta hay kêu là những loài mà cô hồn, cô đảng, cô hồn các đảng, những loài phất mày phất mặt, hay những loài ma cô mà đói, những loài ma đó, thì những loài này nó thuộc về quá xanh đó nha. Cho nên mình không thấy được nó đâu, nó thấy mình chứ mình không thấy được nó. Thì vô phá chặt cây, vô chỗ ở nó phá thì nó thanh toán mình như vậy đó. Cũng giống mình vô ngay cái khu du đảng thì giờ mình không có làm gì, nó cũng buồn thích quấn chơi cũng được nha.
đó, thì khi mình vô rừng hay là mình đi những cái chỗ mà núi non quang vắt này kia mình phải cẩn thận ha. Đó thì đó là những cái loại này được, nó được cho biết là nó giống như những cái loại mà mình người ta người đời hay nói đó, là những loại khuất mặt khuất ngoài á, loại ma đói, loại cô hồn cạc lãng. Mà loại này nó có hai loại, có đẳng cấp nha, có hai đẳng cấp, một đẳng cấp thấp và đẳng cấp cao. Đẳng cấp thấp là những ngạ quỷ mà giống như binh tướng ngạ quỷ, loại cao là những bậc cấp chỉ huy đó lên. Thì ngạ quỷ nó có hai loại, cấp thấp và cao. Thì cái loại mà thấp á, thì mình không nói tới, nhưng mà cái loại cao á, nó có cái đặc biệt của nó, ngạ quỷ mà loại cao cấp hơn á, thì nó có thể biến quá, nó biến quá đủ loại đó, nó biến quá muôn hình dạng trạng, nó có thể biến thành là người này người kia, nó biến thành con này con kia, nó có thể biến đủ kiểu, cho nên nó là thuộc xếp vào cái giống cao cấp. Còn cái giống hạ đẳng thì nó không thể làm được, nó không thể tự biến hóa được nhiều, nó không thể biến hóa được, nhưng nó có thể hiện nguyên hình cho mình, hoặc là nó thay đổi cái, nó biến dạng, nó giống như nó đổi màu, ví dụ đang màu đỏ qua màu xanh màu vàng, nó hù nó nhát qua nó làm cho mình sợ hãi. Thì cái loại hạ đẳng nó chỉ làm được tới đó thôi, nó có thể hiện hình, nó hiện nó giống như nó làm cho mình thấy được. Thì những cái loài quả xanh nó có khả năng làm cho người thường có thể thấy được, nó làm cho cái sắc nó tụ lại, thô lại để cho thấy được. Và loài quỷ thấp này nó có thể biến màu, nó làm cho nó đổi màu được. Nhiều khi mình thấy mặt mày xanh lè hoặc là vàng khè, thấy nó hiện màu đó. Thì đó là loại giống ngạ quỷ thấp. Còn cái loại cao thì nó có thể biến đủ thứ dạng nha, có thể nó biến thành sư tử, biến làm chó, làm gà, hoặc nó biến làm những cái loại này loại kia, nó có thể biến đủ thứ mô hình dạng trạng, nó có thể biến đủ thứ. Đó là phân cho mình hai cái loại giống, cao giống thấp thuộc về ngạ quỷ. Rồi những loài này nó có những cái trường hợp mà những cái hình phạt đó, thì giờ mình sẽ ghi những cái phần hình phạt đó ra ha. Hình phạt hai chấm đó, là nó bị những cái quả đó, những cái hình phạt đó, vì quỷ đói á, những lần quỷ đói được hồi hướng đó. Rồi về hình phạt đó ha, tứ dòng ha, hình phạt chưa, ghi chữ hình phạt chưa, rồi gạch đầu dòng cái chuyên ăn đồ dơ là một. Còn đi lục ăn những cái đồ dơ bẩn này đi. Chuyên ăn đồ dơ. Rồi xuống dòng chuyên ăn xác chết. Đứng cái loại ngạ quỷ này mà chết mà quăng ở ngoài đồng trống rồi nó lại nó xé rồi nó ăn xác chết. Rồi. Nó phải chịu những hình phạt, nó không thể ăn được những cái đồ tốt, nó ăn đồ dơ nhớp nhúa hoặc là ăn những cái đồ xác chết. Rồi chuyên ăn phẫn. Coi như loài nó chỉ ăn phẫn được thôi, chứ nó không ăn khác. Thứ ba là chuyên ăn phẫn. Nói ăn phẫn này nhớ xưa thời, và có cái ông mà đứng trên đá, đứng một chân tay đất tay trên trời đó. Ông sợ ông vào bộ, ông làm đạo sĩ rồi. Ông canh lúc không ai, ông chưa vô trong cái hầm cầu, ông ăn phẫn trong đó. Thì loại cũng thường giống như ngạ quỷ đó, ông đó là người đó, mà ông còn bị cái nghiệp quả rồi phải ăn phẫn rồi. Thì loại ngạ quỷ này nó là chỉ ăn phẫn thôi. Rồi xuống dòng là bị lửa đốt quanh miệng liên tục. Tôi có cái loại ngạ quỷ là cái lửa xung quanh miệng bị đốt liên tục, bị cháy đốt liên tục, bỏ đồ ăn gì vô là cháy mất là bị lửa đốt quanh miệng liên tục. Cái này chắc là do cái khẩu nghiệp trong quá khứ, nói bậy nó là nói phỉ báng, nói đụng tới những bậc thánh này bị lửa đốt quanh miệng liên tục ha.
Rồi, dòng loài có miệng chu dài nhọn như mũi kim. Loại có miệng chu dài nhọn như mũi kim. À, tức là cái loài ngạ quỷ này nó sinh ra là cái mỏ nó nhọn dài như mũi kim, cái này kia là mỏ nhọn đó. Thì bà nào mà hay mỏ nhọn nhiều quá mày cũng mệt đó nha. Nên là mỏ nhọn quắc luôn. Xía vô chuyện khác mà chia rẽ người này chia rẽ người kia. Rồi xui đụng những vật mà có giới đức, những vật có đức cao rộng rộng mình đụng vô là hoạt nghĩ luôn. Thì những loài ngạ quỷ nó bị những cái nghiệp này thì chắc đúng là do những cái đó liên hệ đến những cái này đó. Rồi xuống dần. Loài luôn đối khắc hành hạ. À, tôi các bạn này luôn bị đối khắc hành hạ, tôi không bao giờ có cái sự là no được hết, luôn luôn bị đối khắc, ăn gì cũng không được hết. À, vì nó luôn đối khắc hành hạ. Loài đen thủi như than. À, loài ngạ quỷ nó đen thùi, nó đen như than luôn. À, và cũng bị rất là khổ hình đủ thứ, đen thủi như than. Đó là cái người của nó là đen, thì là những người mà bị đen thì cũng là do cái nghiệp cũng nặng lắm mới bị đen vậy. À, đâu thấy được, thấy được chết á, mình mà thấy được là nổ tim chết, cũng may là mình không thấy được mà. Rồi sinh vật loài có móng tay, loài có móng tay móng chân dài như vũ khí. Loài có móng tay móng chân dài như vũ khí. À, cái này khỏi đi làm neo. Ngạ quỷ này khỏi tốn tiền làm neo. Móng chân cũng thay dài sẵn. Giờ nó sơn đỏ lên thành quỷ thứ dữ luôn. Đó, người ta coi coi ai móng chân dài tay dài và chân. Đó, là loài. Rồi tiếp theo là loài có thân cao to như núi. Rồi có thân cao to như núi, là cái loài này bự to như là người khổng lồ, hay không? Có thân cao to như núi. Rồi, loài có thân dài ngoằn như rắn. Có thân dài ngoằn như rắn. Rồi, loài có ngày khổ đêm sướng. Loài ngày khổ đêm sướng, tức là nó cũng do cái nghiệp quả nó là bằng ngày đau khổ đối khác đủ thứ, còn đêm nó lại được an lạc sung sướng. À, nó được có cái đặc biệt là loài này có ngày khổ đêm sướng. Rồi, loài chót là loài có nhiều thần lực, à, tức là quỷ mà nó có cái thần lực là do cái phước nào quá khứ của nó. Mặc dù sinh làm ngạ quỷ nhưng mà nó vẫn có những thần lực đó. À, cho nên phân loại ra thì cuối cùng còn được có hai loại chót, là còn có được giác giác được chút xíu, là còn được hưởng được chút phước trong quá khứ còn duy sót, là mặc dù sinh làm ngạ quỷ nhưng mà cũng còn được chút đỉnh. À, giống như những loài mà mình thấy là rất là khổ sở, loài thú rất khổ sở nhưng mà bằng có những lúc nó cũng được sung sướng. À, đó là như vậy, đó là phân loại một số những cái loài ngạ quỷ. Và rồi ta biết là loài ta được phân loại trong cái cõi thứ ba là có những loài ngạ quỷ như vậy. Rồi còn tới số 4 là cõi Atula. Mình hay nói gì Atula.
hỏi ở Tú Lạc. Rồi, quá tu la này, thứ nhất là những người chúng sanh mà sanh cõi này cũng thuộc loại quá sanh, toàn là quá sanh hết á, cõi tu la này cũng là quá sanh. Yeah. Rồi cái đời sống của bình nhật của như loại cõi những cái chúng sanh cõi này luôn là sống trong bất hạnh, đau khổ bất hạnh, và không có một cái chỗ ở nhất định luôn, là không có trú xứ nhất định, tức là đời sống luôn phải chịu những đau khổ, đói khát nóng lạnh đủ thứ vân vân, và không có chỗ ở nhất định, tức là lang thang bất định, sống rải đây mai đó, lúc ở rừng núi, lúc ở khe vách, lúc ở bãi cồn, tha ma nghĩa địa vân vân. Thì những loại Atula này nó sống bất vững, nó không có một cái chỗ ở nhất định và nó sống rất là khổ sở, và đó là đời sống bình nhật của nó. Rồi, như vậy là được biết là cõi này thuộc quá sanh, và đời sống bình nhật là luôn luôn có sự bất hạnh, sống vất vưởng ngang rài lây mai đó. Khi nó vô trong rừng núi nó ở, khi nó ở những cái khe vách đá này, hoặc là ở những cái bãi cồn, bãi tha ma nghĩa địa vân vân, thì đó là chúng sanh cõi sanh Atula. Có ba loại Atula, và phân biệt cho mình biết nó có ba loại Atula. Một đề quá Asura, Atula chư thiên, Atula chư thiên. Hai là Peti Asura, Atula ngạ quỷ. Atula ngạ quỷ, Peti Asura. Asura ba là Niraya Asura, Atula địa ngục. Niraya Asura, Atula địa ngục, có ba loại, phân ra ba loại Atula như vậy ha. Rồi giờ mình đi xuống từng loại ha. Atula chư thiên, xuống loại một là Atula chư thiên có sáu. Atula chư thiên có cho sáu nhóm. Atula chư thiên có sáu nhóm. Được chưa? Atula chư thiên, Atula ngạ quỷ, Atula địa ngục. Rồi ha. Bây giờ mình nói về Atula chư thiên trước. Có sáu nhóm. Nói này là
Sửa lại nha, cái gì coi, cái gì sửa lại, cho cha nó nhảy chữ tùm lum rồi. Quê ba chích tí, quê ba chích tí, bỏ chữ B, nó sao có chữ B làm sao, không biết. Ghi lại nha, quê ba chích tí, bỏ chữ B làm sao. Rồi xú ba lý, bỏ chữ C, ủa sao nó đâu ra mấy chữ nó không hiểu nổi. Xú ba lý. Ra hú, ra hú. Ồ, không phải vậy. A, A là quê bá chí tí, là chữ B này, rồi riêng ra, đúng rồi, viết nên tách riêng ra, B là xú bá lý. Đúng rồi, chứ không phải sai, tại nó dính vô. À, B là xú bá lý, C là ra hú, B là bá hà rá, E là xăm bá rát tì. Sambarati. F là Winiba Tika. À, tại nó dính chặt vô rồi nè. Sư Ba Lý. C là Ra Hú. Ra dấu dấu quyền ngang. Ra Hú. D là Bá Hà Rá. Bá Hà Rá. D là Bá Hà Rá. Bá Hà Rá. Rồi. E là Sambarati. E là Sambarati. Sambarati. Hiểu được chưa? Có chữ Y giáo quyền sao? Sambarati. Đúng rồi, số F là Winiba Tika. Rồi, đúng rồi, xà thấu ha. Rồi, giáo quyền làm đúng rồi đó. Rồi, đúng rồi ha. Rồi, quý vị copy lại giống chữ nha. Thôi, nó nhảy tầm la. Để mình copy lại như này. Rồi. Rồi, xuống dọc ha. Mình hay ghi là từ 1 cho đến 5. Tức là từ A, B, C, D, E, 1 đến 5. Là A Tu La Chư Thiên. 1 đến 5 là A, nhóm A Tu La Chư Thiên. Chuyên chống đối Chư Thiên cõi trời đau loại. Từ 1 đến 5 là A Tu La Chư Thiên. Chuyên chống đối Chư Thiên cõi trời đau loại. Trú ngụ dưới chân núi Tu Di. Từ 1 đến 5 là A, B, C, D, E là 5 loại, 5 loại đó là 5 loại tu Atula Chư Thiên đó. Chuyên chống đối Chư Thiên gọi là loại. Trú ngụ dưới chân núi Tu Di. À, là loại Quê Bách Chí Tí, loại Su Bá Lì. Su Bá Lý là Ra Hú, loại Bá Hà Rá, loại Sâm Bá Rất Tì. À, 5 cái loại này đó, chuyên chống đối Chư Thiên đó. À, cái trú ngụ là ở dưới chân núi Tu Di đó. À, A, B, C, D, A. Rồi, đúng rồi. Rồi, cái loại thứ 6, loại F. Winiba Tika là A Tu La Đọ Lạc. A Tu La Đọ Lạc là những Chư Thiên được xếp vào hàng giống như là Lăng Bạc Kỳ Hồ. Sống khắp nơi, rừng, núi, cây, cối.
ngay cả trong cõi người luôn. À, và loại chư thiên được xếp vào cũng thuộc loại tứ đại thiên dương, nhưng mà chúng sống không có sống một chỗ, nó sẽ đi lang bạt kỳ hồ. Những loài này nó sống như vậy ha. Loài chư thiên này là tục sinh bằng thường là tâm quan sát và xả quả thiện vô nhân á. Hoặc là nó tối đa là dị nhân thôi, chứ đó là loại ép, là loại chư thiên được xếp bạn cũng là thiên chúng, nghĩa là thiên chúng đó, nó cũng là thiên chúng của tứ đại thiên dương đó. Nhưng mà nó sống phiêu bạt giang hồ đó. Những loại này thiếu phước cũng sanh đó là kém phước. Đó là sáu loại Atula chư thiên cho mình biết. Rồi tới Atula ngạ quỷ, là cái nãy là loại thứ hai, nhóm hai ha. Atula ngạ quỷ, loại một là Atula chư thiên, loại hai là Atula ngạ quỷ. Đó, có ghi được kìa. Quỷ Tê-tê-xoa. Rồi, có ba nhóm. Có ba nhóm. Nhóm 1 là này. Và nhóm 1 là sửa cái dấu quyền như là chữ A vậy ha. Ca lá cành chi cấp bê ta. Và nhóm 1 là ngạ quỷ. Ngạ quỷ tên đó đó. Nhóm 2 quê ma ni cấp bề tá là nhóm 2, là mở ngoặc là khổ ngày đem vui, là cái nhóm 2 là cho anh biết. Nhóm 1 thì không thấy nói, nhóm 2 là khổ ngày đem vui. Được chưa, sửa được chưa? Quê ma, quê ma đi cấp bê tá. Nhóm ngạ quỷ thứ hai, khổ ngày đem vui. Rồi nhóm thứ ba, ngạ quỷ cấp bê tá, loài hung dữ, luôn hung dữ, luôn mang vũ khí chiến đấu. Loài thứ ba là giống như là loài du đảng, hung dữ, luôn mang vũ khí chiến đấu. Là Atula ngạ quỷ cho chúng ta biết được có ba nhóm. Nhóm 1 là ca lá canh chi cấp bê tá, loại thứ hai là quê ma ni cấp bê tá, loại thứ ba là áo quýt cấp bê tá, áo là ngà quý. Rồi Atula ngạ quỷ, rồi tới cái thứ ba là Atula địa ngục. Atula địa ngục. Atula địa ngục. Trú xứ của nó đây, trú xứ là lô canh tá đi giá, là không gian địa ngục. Là những loại Atula địa ngục này là nó ở không gian địa ngục.
không gian địa ngục. Cái không gian địa ngục này là một cái nơi mà nó tiếp giáp giữa ba cái vũ trụ, nó có cái khoảng không bao lại, nhưng mà đen tối mịt mù ha, đen mù mịt luôn. Tức là ba cái vũ trụ mà nó cái không gian được bao lại, có khoảng không gian được bao lại bởi bị bao lại nhưng mà không có ánh sáng, là mịt mù ha. Trong đó nó có một cái vùng nước rất là lạnh. Trong cái không gian mịt mù đó nó có vùng nước rất là lạnh. Những tội nhân bị rớt xuống đây nó biến liền, tan biến mất nhau. Thì như vậy là những cái Atula địa ngục là nó sống ở trong cái cảnh giới này. Thì giống như ác xích vậy đó, nó dùng nước rất lạnh, người ta nói nước lạnh nên mình không biết ác xích gì mà quăng sẽ rớt xuống là tan mất à. Và chúng sanh ở Atula địa ngục đó. Và chúng sanh này nó có cái khác thường là nó đi chổng ngược đầu. Chứ nó không có đi thẳng như mình, không đi thẳng như những loài khác mà nó đi ngược đầu, giống như người ta nói giống như những con dơi mà nó đu trên dây đó quý vị. Con dơi mình biết là nó đu trên cây, nó bám trên cây, bám tường, nó đi ngược đầu xuống vậy đó. Thì những con Atula địa ngục này nó cũng giống vậy, nó cũng như những con dơi mà nó đu đi ngược đầu. Nó bám theo những cái đúng rồi, đen vắt vậy đó. Và nó bám theo những bức tường mà ta gọi là những bức tường vũ trụ á. Được cho biết trong cái vũ trụ quan của Phật giáo thì nói là trong đó ngoài vũ trụ nó có một bức tường sắt, những cái chúng sanh này nó bám những cái bức tường nó đi ngược đầu, nó đi ngược đầu vậy. Mà khi mà nó sống ở chỗ này đó, nó bám những cái tường đó, nó đi mà nó đói khát đó, nó mò trên, nó đi ngược, nó mò trong bóng đêm mà, thì khi mà nó mò nó đụng nhau á. Khi tụi nó đụng nhau, nó tưởng là có đồ ăn, tưởng nó đụng đồ ăn, bắt đầu nó cấu xé nhau, nó đánh nhau, nó cấu xé, nó giành giật nhau, nó bị té xuống nước rồi biến mất. Cho nên những cái loài này rất là kinh khiếp, Atula địa ngục này. Nó cũng là thuộc loại dạng giống như ngạ quỷ, nhưng mà nó có những cái điểm khác biệt hơn chút. Cho nên đó là cái cho chúng ta thấy là những cái cảnh giới của chúng sanh mà bị cõi khổ là có những cảnh giới mà rất là kinh khiếp ha. Mình học để mình thấy được những cái điều này. Cho nên trong cái cõi khổ thì có địa ngục, bàn sanh, rồi Atula, rồi ngạ quỷ, và những cái cõi khổ này nó đưa cho chúng sanh phải chịu những cái sự đau đớn. Và trong kinh thì Đức Phật cũng có dạy là chúng sanh là bao nhiêu, tất cả chúng sanh là đều có trải qua những cái cảnh giới nữa. Tức là ngay cả như bây giờ chúng ta đây, mình cũng đã từng sống những cảnh giới này mà không hiểu tại sao có những cái đời sống rất là kinh khiếp như vậy. Thì trong cái đời sống con người mình, trong cái đời sống con người thôi, mình thấy những cái cảnh giới mà đau khổ như là tù tội, bị tra tấn, bị này kia, thì nó cũng giống tương tự vậy ha. Vẫn sướng có, khổ có người sanh ra khổ sở bị đủ thứ chuyện, có người sanh ra được an vui hạnh phúc, có người sanh ra là tật quyền, bị bệnh hoạn, bị đủ thứ, có người bị tù tội, bị tra tấn, bị hành hình đủ thứ. Thì như thế nào đó thì ở ngoài thế giới chúng ta nó cũng có những trường hợp như vậy. Những cái cảnh giới bị do cái nghiệp mình làm tạo những cái ác nghiệp nặng, thì nó sẽ đưa nặng nhẹ tùy theo, nó sẽ đưa đi những cảnh giới nặng thì đưa xuống địa ngục, đại địa ngục vô gián rồi vân vân, nhẹ chút thì nó lên những cái tiểu địa ngục, nhẹ chút xíu nữa lên là bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, sanh là những cái loài. Nói thật ra đó, không có loài nào nhận được phước, chỉ có một loài ngạ quỷ trong kinh Đức Phật nói là ngạ quỷ đói nó nhận được phước thôi. Thật sự không có nhận được đâu, mình nói vậy thôi để cho quan hỷ vậy thôi. Khi mình làm phước là mình có phước trước, còn những chúng sanh mà nó ví dụ như những loài mà chư thiên thấp mà thấy mình làm phước thì họ nếu mà khởi được tâm quan hỷ thì họ được cái sự quan hỷ đó là cái phước họ rồi. Cho nên những cái đó khó lắm, mình khó làm được, không hồi hướng được đâu, nói vậy thôi. Thì cứ chia phước hết đó, thì loài nào nó hưởng được, nó được quan hỷ được, nó quan hỷ. Khi nó quan hỷ được thì vì do cái duyên đó, nó tác ý đó, cho nó nhớ lại đó. Nhớ lại những lúc nó làm phước trong cái đời sống nào đó, nhớ lại nó có thể từ bỏ chết cõi đó, sanh lại làm những cõi khác.
giống như bà Malika mới sanh xuống địa ngục. Nếu mà bà không nhớ lại lúc mà bà sống và làm phước thiện thì chắc bà cũng ở dưới tới giờ chưa ra. Cũng may phước là bà, cái phước bà nhiều quá. Bà nhớ lại, bà thấy lửa cháy vần vần, bà nhớ lại cái tấm y vàng của những vị tu sĩ đó, những vị sư đó, bà nhớ lại, bà nhớ liên tưởng tới những cái phước báo của bà. Thì bà mới tắt liền cái gọi đó, nó biến mất liền, sanh về gọi trời liền. Thì đó là cái những trường hợp đặc biệt thôi. Nhưng mà thật sự cũng rất là khó. Đúng là bả chỉ có 7 ngày thôi. Mà 7 ngày thì cũng khủng khiếp lắm quý vị. Nói vậy thấy 7 ngày ít cũng ghê lắm. 7 ngày mà quăng lửa đỏ thì chắc cũng kinh hoàng. Mà bả thoát ra được là bả cũng là đại phước. Lớn lắm, rất là đại phước. Thì chúng ta thấy là nghiệp ai làm thì nó chịu thôi. Giờ rất là khó mà nói. Giống như giờ mà một người bị bắt bỏ tù, bây giờ muốn ra được không phải chuyện đơn giản, phước nó phải lớn lắm, rồi có người ngoài phải tay trong tay ngoài đủ thứ, lo tiền lo bạc đủ thứ, và cũng chắc chưa chắc ra được. Nếu tội nặng thì thôi khỏi ra luôn. Thì mình nói vấn đề mà hồi hướng phước cũng vậy, mình làm phước mình cố gắng mình cứ hồi hướng, thứ nhất là mình được phước, thứ hai là những người nào chúng sanh nào quan hỷ được thì nó được cái phước đó, nó được phước bằng cách nó quan hỷ về cái phước đó, thì khi nó quan hỷ được có thể là nhớ lại này kia nó để mà được, từ bỏ cái cõi đau khổ được sanh về những cõi an vui. Đó là vấn đề như vậy. Nhưng mà còn cái nghiệp lực mà làm, ví dụ làm nhất là sanh xuống địa ngục thì cái nghiệp quả nó ghê gớm lắm, người phải sanh xuống đó nặng nề lắm nó mới đưa xuống đó. Còn sanh là ngạ quỷ đói là ghê là thôi, mình thấy đọc cái kinh không biết có gì có đọc cái sách về ngạ quỷ sự không ha. Đọc cái mà mình thấy ngài quý sự thấy khủng khiếp. Đọc cái này đọc là không dám đọc luôn, nhiều cái dễ sợ luôn, khủng hoảng luôn đó. Mình thấy ghê gớm lắm. Giờ mình có phước mình được sanh làm người thôi, giờ mình cố gắng mình học kinh điển, mình cố gắng mình tích lũy phước báo mình ha. Nhất là mình học Phật pháp này càng nhiều càng tốt, rồi mình luôn luôn ghi nhớ chánh niệm hơi thở của mình. Thì nếu giờ phút lâm chung mình còn có được cái sự ức niệm nhớ về cái hơi thở thì phước báo nó giúp cho mình tránh khỏi những cái cảnh giới này. Mình cũng nhớ là mỗi lần mình học pháp mình này kia là rồi sau mình hành thiền hay gì đó, mình nguyện liền, mình nguyện cái điều quan trọng nhất á, chúng ta nguyện làm sao đừng bao giờ rơi xuống bốn đường ác đạo, tức là đừng bao giờ rơi xuống mình nó học đó, ngạ quỷ, súc sanh, la địa ngục đó, bốn đường đó. Nguyện đừng bao giờ rơi xuống cảnh đó. Do cái phước báo mình học nhiều pháp, do phước báo mình hành thiền này kia, là mình cô mình nguyện mỗi ngày mình nguyện nha, thì nó cái lời nguyện mình nó sẽ có thể kết tụ được do nhờ phước báo nâng đỡ. Cũng như trong một số kinh chúng ta có đọc thấy giống như Đức Phật ví như cái chiếc ghe đó, chiếc ghe nhỏ là mặc dù nó là chiếc ghe thôi, nhưng cái phước báo giống như cái chiếc ghe, giờ mình lấy cục đá bự mình để lên thì chiếc ghe nó cũng không chìm. Nó vẫn trôi được như thường. Thì như vậy như thế nào khi mình làm phước báo, mình cố gắng mình phát nguyện gìn giữ để nó không bị chìm, nó không bị lúng bị chìm. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta học để chúng ta biết được bốn cái cảnh giới đau khổ này nó phát sinh như thế nào. Đây là chỉ là sơ lược thôi đó, và chúng ta chỉ biết sơ lược thôi, chứ nếu mà mình tận chứng kiến tận mắt thì chắc ha không tưởng tượng nổi, rất là kinh khiếp, rất là sợ hãi. Và cũng chúng ta cố gắng nha, làm nhớ đừng để cho quên ha. Nhớ nguyện mỗi lần làm xong nhớ nguyện làm phước, nhớ nguyện nguyện tối trước khi ngủ vậy, mình nguyện làm phước nào đó, mình làm thiền mình nguyện, hoặc là mình có chánh niệm chút nào đó mình nguyện, cứ chút gì đó mình nguyện gom giống mỗi giọt nước nhỏ riết cũng đầy ly, nó giúp cho mình có một cái nền tảng về cái phước báo. Không thôi rớt xuống cái rồi khó lên lắm quý vị. Đức Phật nói giống như con rùa bù ở dưới biển nuôi mắt, mà trên biển có cái miếng dán mà dán mục á, nó có cái lỗ vừa đủ để con rùa bù nó chui đầu lên thôi. Mà trên mặt biển thì chúng ta biết là nó sóng gió thì thôi, mà cái tán nó trôi lang thang trên mặt biển vậy đó, mà con rùa bù nó ngủ thì 100 năm nó mới thức, nó trồi lên, nó trồi lên mà nó chui cái đầu vô được cái lỗ đó. Thì coi như sanh làm người một lần. Thì chúng ta thấy là nó sanh làm người nó khó,
khó tới mức độ nào, tức là tôn sinh bằng sanh làm người làm trời, cái đó là cả một vấn đề mà giống như là gần như là bất khả thi ha, rất là khó. Sanh làm người rất khó hay gì, mà khi mình có làm người rồi mình không biết giữ, không biết học pháp, không biết tu tập tích lũy thiện pháp, và công đức mình làm, mình làm sao mình cũng nhớ nguyện, nhớ ghi nhớ nguyện lực của mình để gìn giữ, đừng bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo, nguyện đừng bao giờ gặp những người tà kiến, nguyện luôn luôn sanh làm người trời, sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Đó là phước báo chúng ta cố gắng làm như vậy. Chúng tôi cũng đóng góp như vậy là cũng do phước báo, mà tìm hiểu nghiên cứu cũng cầu mong cho phước báo này chúng ta cùng nhau chia sẻ, cầu mong cho tất cả chúng ta và trong cái đời sống nếu còn luân hồi cũng được an vui, không bao giờ bị xuống gặp mấy cái đám âm binh này ha, xuống đó là mình thua với nó rồi. Rồi này cũng là vừa phải lẽ hết giờ phải, đúng không, hết giờ ha. Rồi do phước báo mà chúng ta hôm nay học được, nguyện cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thái. Nam mô Bụt Tha Ya. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân Vinh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay về những cõi ngạo quỷ, để cho đạo tràng thấy sợ một chút, nhắc mình một chút. Dạ, rất là tri ân Vinh Kinh và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh cũng không ngờ là Nhật Quỳnh được ngồi yên nghe pháp đến hết giờ, cũng thật là quý báu, rất là mừng. Nhật Quỳnh tưởng đâu là không còn ngồi được nghe pháp trong những lúc mà rối loạn ở trong nhà, nhưng mừng quá. Dạ, rất là cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài học ngày hôm nay. Châu Nguyễn nhớ mỗi tuần vào để giúp cho đạo tràng mình có phước mà mọi người cũng được hoan hỷ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cái điều đó. Còn Nhật Quỳnh thì cũng cố gắng hết mình rồi, nhưng mà già mà tài mọn nên không có làm được nhiều nhà, nhưng mà thật sự là rất là cố gắng. Tại vì Nhật Quỳnh học được cái pháp của Đức Thế Tôn, bản thân Nhật Quỳnh thấy lợi ích, mà thân bằng nguyên thuộc Nhật Quỳnh cũng có được lợi ích một chút, nên Nhật Quỳnh cố gắng, mặc dù thật tình nói thật lòng luôn. Tại vì hôm nay còn giờ nên Nhật Quỳnh xin nhiều chuyện một chút là cố gắng học, mà những về cái máy vi tính, những cái kỹ thuật thế này thế khác để giúp cho cái đạo tràng, nhất là cái đạo tràng Phật giáo Nam truyền này có lúc tưởng nó sụp luôn rồi. Dạ, tưởng nó sụp luôn rồi, nhưng mà không ngờ nó đứng đến lần này nó sắp 11 tuổi rồi đó quý vị. Và nhất là cái năm này, dạ, nhất là cái năm này được mình thấy được rất là nhiều vì trẻ trẻ vào học mà học rất là nhanh. Dạ, đây là cũng một cái niềm khích lệ cho Nhật Quỳnh. Thực sự Nhật Quỳnh rất là dốt, tiếng Anh cũng dốt, máy vi tính cũng dốt, kinh cũng dốt. Tại vì Nhật Quỳnh cũng mới biết đạo Phật giáo Nam truyền này thôi, nhưng mà vì thấy cái lợi ích nên Nhật Quỳnh cố gắng. Không ngờ ngày hôm nay đạo tràng đã có nhiều vị vào học, học giỏi nữa chứ. Nhật Quỳnh thấy quý vị học giỏi, Nhật Quỳnh rất là mừng. Nhất là Hà nè, vào mà đọc được Bali như vậy là Nhật Quỳnh không ngờ luôn. Dạ, không ngờ luôn. Nhưng mà đợt là gặp được nhiều thiện tri thức giúp Nhật Quỳnh rất là rất là giống như là giống như hồi trưa Nhật Quỳnh có nói với Nguyên Trang, không đợi tới đời sau, đời này Nhật Quỳnh thấy cũng có được cái quả phước rồi. Dạ, nên đây là một cái niềm an ủi. Lỡ lúc này Nhật Quỳnh nhắm mắt ra đi á, Nhật Quỳnh cũng có được các bạn đồng hành. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng, quên sám hối sau khi kinh pháp ạ.
Bụt ta mang ghê nó quanh đề hằng ba đắc hằng sùng quá rút ta mang bụt thê dơ khá lý tổ đô sơ bụt tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ phi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn gê na quanh đê hăng thầm manh chá đứa quý thăng và răng thầm mê dô khá li tô đổ sô thầm mô khá mát tư tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh chả đưa vị thoát tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô tham mặt tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Học tới đâu rồi? Dạ, hỏi cho Nguyễn đi nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ. À, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng và phước mà mình đã học ngày hôm nay. Và một lần nữa Nhật Quỳnh hai mặt đầu tràng kính cẩn rất là nhiều. Dạy chậm chậm để cho đạo tràng được tiếp thu, nhất là Nhật Quỳnh. Dạ. Dạ ni tháp phụ ta ni samma ga ta ni phum ma ni wa aya ni wa an ta lịch khê ta tha ga tăng đê wa manu su bồ chi tăng buộc thăng nam ma sa na su wa thi ho tu dạ ni tháp phụ ta ni samma ga ta ni phum ma ni wa aya ni wa an ta lịch khê ta tha ga tăng đê wa manu su bồ chi tăng tam mang nam ma sa na su wa thi ho tu dạ ni tháp phụ ta ni samma ga ta ni phum ma ni wa aya ni wa an ta lịch khê ta tha gà tặng đê qua ma nô sư bồ chì tặng sang khăn nam ma sa na sư quát xí hồ tu. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng chúng tôi làm lễ các pháp đa co giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu,